Chị gái bất lực truy đuổi bi tặc và cái kết thở hổn hển không nói nên lời. Hôm nay ngày 21 tháng 6 trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian, truyền tay nhau vụ việc manh động với caption như sau. Giữa ban ngày, gã đạo chích ngang nhiên trộm bi bỏ chạy, khiến chủ tiệm chạy theo bất lực. Qua đây, chị chủ tạp hóa lắc đầu chán nản tự trách bản thân, sao mà xui quá trời quá đất. Xem lại camera mà chán nản thật sự, càng hết lời không muốn nói thêm và muốn kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Thời buổi thế sự nhiễu nhương, sơ hở là trộm, sơ hở là cướp, không biết đâu mà lường trước. Còn tình huống như thế nào mời cả nhà xem tiếp nhé. Cụ thể diễn biến sau tại một nhà dân khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo mọi người chú ý với nạn bi tặc lộng hành. Theo camera an ninh ghi nhận thời điểm này, một nam thanh niên chạy xe máy dừng lại bên đường, sau đó thản nhiên đi vào đinh thùng bia mà không hề thanh toán, bỏ lên xe rồ ga chạy. Không biết mục đích là trộm về nhậu hay trộm đi bán, nhưng có thể hắn ta đã thành công nhiều phi vụ rồi đây. Sinh ra trời đã định cho số kiếp là kẻ trộm bia chuyên nghiệp. Phát hiện chị gái bên trong lao ra cố gắng truy cản trong vô vọng, vì số phụ nữ lại còn to con nên không thể nào đuổi kịp tên trộm bia ma mảnh lành nghề này. Chạy được một đoạn, chị gái chỉ biết dừng lại thở hổn hển nhìn theo tên trộm đi xa trong tầm mắt. Sau đó, cô chủ cũng đã trình báo cơ quan chức năng, dù tài sản không đáng giá bao nhiêu, nhưng mục đích chính là muốn chia sẻ clip camera này rộng rãi, để mọi người xem qua mà chung tay phòng trộm chống cướp. Còn bạn, bạn thấy sao về chị chủ số nhỏ bị trộm bia này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé! Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.